Hoffenheim nhận danh hiệu người phụ nữ truyền cảm hứng. Hoffenheim bất ngờ được trao tặng danh hiệu người phụ nữ truyền cảm hứng khi tham dự chương trình người phụ nữ của năm tại nhà hát thành phố. Đây là chương trình do công ty cổ phần Đại Việt Toàn cầu Phụ nữ Ngày Nay tổ chức nhằm tôn vinh giá trị phụ nữ Việt, những người phụ nữ thành đạt, có nhiều cống hiến cho xã hội. Năm em từng đoạt danh hiệu Hoa Khôi cuộc thi Hoa Khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 và được đánh giá là người đẹp sở hữu sự tự tin và nét đẹp dịu dàng, trong sáng. Cô có nhiều hoạt động tích cực cho cộng đồng. Ngoài tham gia các hoạt động xã hội, cô còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát và bước đầu gặt hái nhiều thành công. Bên cạnh đó, Nam Em còn là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2016 và lọt vào top 5 chung cuộc và đoạt giải Hoa hậu ảnh. Xuất thân từ tuổi thơ nghèo khó, bất hạnh, không ai nghĩ rằng Nam Em đủ mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh để có được thành tựu của ngày hôm nay. Đó là lý do cô được độc giả yêu mến và bình chọn. Với tôi, hoàn cảnh càng nghiệt ngã càng khiến tôi quyết tâm phấn đấu vươn lên. Bây giờ tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn, cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng tôi vẫn thường nghĩ về quá khứ để có thêm động lực, nhất là những khi cảm thấy mệt mỏi. Cảm ơn khán giả, người hâm mộ đã ưu ái bình chọn. Danh hiệu này đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh, Nam Em chia sẻ. Trước khi bước vào con đường ca hát, Nam Em tham gia chương trình Tình Bolero và thử sức mình ở dòng nhạc xưa ngọt ngào giúp cô lọt top 5 chung cuộc. Đêm vinh danh xuất hiện tại sự kiện, người đẹp có góc Tiền Giang cất tiếng hát mượt mà, sâu lắng, mang đến cho khán phòng bầu không khí êm ái du dương, sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng giọng hát trong trẻo cao vút. Nhiều cảm xúc là lợi thế để Nam Em khẳng định mình trên sân khấu âm nhạc. Tham dự chương trình còn có sự góp mặt của nhiều người đẹp, ngôi sao, nghệ sĩ, hoa hậu, áo dài biển, Dương Kim Ánh, diễn viên, Angela Phương Trinh, diễn viên, MC Thanh Mai, ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Nguyên Quang Hà, ca sĩ Nguyên Vũ, nghệ sĩ Việt Hương và hơn 500 khách mời là các doanh nhân thành đạt. Đây là lần thứ 3 công ty Đại Việt Toàn cầu Phụ nữ Ngày Nay tổ chức chương trình Người Phụ nữ của năm. Dựa trên bình chọn của bạn đọc trong cả nước, lấy biểu tượng chủ đạo là hoa sen với nghĩa tôn vinh vẻ đẹp và tài năng của người phụ nữ Việt Nam cùng các giá trị cốt lõi của truyền thống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.